Alo, thầy Tử Vi Việt Nam đây. Dạ vâng ạ. Bây giờ xem cho mẹ hay xem cho con nào? Con thì con muốn xem cho con đấy, nhưng mà cũng muốn xem cho nó một tí xem là nó có cái vận hạn gì không trong cái gần Tết này. Còn về lâu về dài con xem cho mình trước để xem là công việc mà anh rồi cả một cái này. Tóm lại bây giờ xem cho mẹ trước đi, cho mấy con trước để thầy xem nào. Đang ngồi trên máy tính đây. Thầy cứ xem cho con đi, xem là con đi. Mùng 3 tháng 10 năm 70 đúng không? Đúng ạ. Quê mình ở đâu? Quê mình ở đâu? Ba là người Việt Nam ở tận trong An Giang. Thế bây giờ mình đang ở đâu? Bây giờ đang ở Thủy Nguyên. Thủy Nguyên à? Thái Nguyên. À Thái Nguyên à? À Thái Nguyên à? Ừ. Thế là mẹ bảo là 1 giờ đêm hả? Vâng. Bởi vì là mình không chính xác giờ trước 1 giờ hay sau 1 giờ nên thầy phỏng vấn một tí để xem mình sinh giờ nào nhá. Vâng. Ở nhà mình bố mẹ còn hay mất? Còn cả hai à? Ờ. À, anh em nhà mình có mấy đứa con? Hai đứa con. Nam nữ thế nào? Cả hai gái ạ. Cả hai gái à? Một cháu, một hai gái, năm con. Rồi rồi. Thế nhà mình có mấy anh em? Anh em chị em bố mẹ sinh ra là mấy anh chị em? Có hai, một anh trên, một em trai dưới ạ. Một anh trên, một em dưới hả? Mình làm nghề gì? Làm kinh doanh mà cũng nghỉ năm 2 năm. Kinh doanh hả? Vâng. Thầy đang xem là mình ngày 3 tháng 10 này là dương lịch đúng không? Vâng. Thầy xem thì là 4. Để thầy xem là ngày mình sinh giờ nào. Lịch âm là ngày 4 tháng 9 đúng không? Vâng. Rồi. Bây giờ thầy sẽ xem lên nhá. Dựa trên cái thầy vừa hỏi ấy thì mình sinh vào giờ Sửu, có nghĩa là sau 1 giờ chiều à sau 1 giờ sáng. Hiểu chưa? Thì sau 1 giờ sáng thì bố mẹ vẫn đang còn này. Rồi mình có hai con gái này. Đấy, nhưng mà cung chồng ở đây á, là gặp triệt. Cung chồng ấy. Nên là tình duyên với vợ chồng hơi lận đận đây này. Hai nữa là cung thiên di của mình gặp sau tuần đóng. Có nghĩa là cái sự thành công của mình ở xã hội ấy là nó không được như mong muốn, bởi vì sau tuần là bị vây hãm. Nhất là trước 32 tuổi vô cùng vất vả nhá. 32 trở ra, bây giờ 42 trở ra nó rơi vào sao vong thần thiên hình. Thầy gọi điện cho không là thầy cũng biết là thầy gọi điện cho Lan Lan đúng không? Dạ. Thầy gọi điện cho Lan, thầy cũng biết vong Lan đang bị vong theo. Bởi vì một nguồn năng lượng khí rất âm đang chiếu vào người thầy, nghĩa là Lan bị vong nam theo rồi. Vậy âm ấy là rất xấu nha. Dạ. Vong này là nó chết cháy, người ta ở chết cháy, người ta ở trong đất nhà mình luôn. Dạ. Hiểu không? Đất ở nhà mình ấy là có vong. Dạ. Đấy, mặc dù Lan rất cố gắng để vì thân cư phúc đức ấy, rất biết cách quan tâm đến gia tiên, rất biết cách lễ bái, nhưng bởi vì tại nhà mình có vong nên là gia tiên nhà mình không về được nhà nhá. Dạ. Ừ. Nên là đấy là lý do tại sao ấy là không được phù hộ với gia tiên. Bởi vì các vong linh, cái vong linh ở đây họ không cho vào, không cho gia tiên nhà mình về nhà mình ấy. Chính vì thế nên là công việc của mình nó rất là trắc trở. Mặc dù là cung quan lộc có sao thiên phủ, có nghĩa là làm ăn cũng sẽ rất có lộc, nhưng bởi vì nhà có vong, có tang môn địa kiếp hỏa tinh ấy tại cung điền trạch và gặp mộ, tức là cốt của họ cũng xong, ngày xưa họ chết cháy ở đấy và họ có cốt ở đấy từ nhiều năm rồi.
Đấy, thì đấy là lý do mà tại sao mà mình rất là trục trặc công việc và cảm thấy nó không thành công lắm. Hiểu chưa? Hai nữa là nhìn cái nghe cái khi mà thầy gọi cho Lan ấy là thầy có một khả năng là gọi cho ai có vong theo là thầy biết ngay. Hôm trước nhìn ảnh trên avatar đã nhìn thấy rồi. Bình luận trong Facebook của thầy lâu rồi thầy đã biết rồi nhưng mà chưa có nhân duyên để nói chuyện để biết thôi, cho biết. Nào về công việc năm nay nhá. Thế là từ đại vận từ 42 tuổi trở ra đến năm 51 tuổi của mình ý, là rơi vào cung tài bạch. Mà lại có cái sao thiên đình vong thần ở đấy, có nghĩa là gì? Bị cái vong linh ở đây họ tác động vào cung tài bạch của mình rất nhiều, nên kiếm được toàn bị ra đi một cách vô duyên vô cớ thôi. Hiểu không? Nghĩa là cái mất tiền của mình rất là vô duyên, không đang mất thì lại mất, bởi vì có cái sao vong thần đang đóng ở cung tài bạch của mình nhá. Hai nữa là thân cư phúc đức có sao vũ phá hãm lại nằm cung tù, nên là âm phần ấy, âm thần họ họ trần nhà mình nhá, là các cụ là có một số cụ khúc mắc chưa được tốt lắm, nên là cần phải giải thoát cho các cụ bằng cách là cầu siêu hồi hướng cho họ nhá. Bởi vì Lan thân cư phúc đức nên là họ hàng âm phần có mạnh thì mình mới mạnh được. Nhớ chưa? Ừ. Tiếp nữa là cung thiên di là có sao tham lang gặp đào hoa ấy, nên là cái số tình duyên rất là, nghĩa là có nhiều người thích ấy, nhiều người thích mình cũng thích nhiều người, nên là tình duyên hơi trắc trở. Và đến bây giờ mà vẫn ở được với chồng thì là rất là giỏi, bởi vì triệt cung chồng đấy. Ừ. Còn sức khỏe bệnh tật đấy là sao cự môn mà nằm cung tật ách, là sau này á là cái hệ thống đường ruột của mình là một, thứ hai là hệ thống phổi nhá sẽ kém. Đấy là về sau nhá, 552 tuổi trở ra sức khỏe sẽ kém, rồi sẽ có một lần bị trúng gió mà miệng nó hơi bị lệch một chút đấy, nên cẩn thận. Cái này thầy nói không, con lại quên ấy. Thầy ghi âm cho rồi, thầy sẽ gửi video cho. Nào bây giờ có thể hỏi thầy những cái gì mong muốn, thầy sẽ trả lời luôn cho. Thứ nhất thầy nói qua cho mấy cung. Cung thứ nhất là cung phụ mẫu. Cái sao thiên đồng mà đóng cung phụ mẫu thì các cụ tương đối là sống tương đối là thọ nhá. Cha mẹ là không sống là tương đối tốt, sống lâu. Đấy. Và chưa không phải lo lắng gì cho các cụ mấy, chưa đến hạn đấy nha. Hai là cung phúc đức của mình ấy là vũ phá đóng cung tù, nên là gia tiên nhà mình có người tù ngục nha, họ hàng ly tán đấy, mộ năm đời của họ Trần này là bây giờ đang nằm ở rất là trơ trọi đấy, hình như một cái quả chuông dựng đứng ấy đấy, và con cháu nên quan tâm đến cái mộ tổ đấy đi, nếu quan tâm tốt thì sẽ phát. Nhớ chưa? Đấy, chính vì thế nên là thầy mới nói là họ hàng nhà mình ly tán mà nhá. Đấy, cái ly tán đấy là nếu mà chúng ta không tìm về cái nguồn gốc cội nguồn của gia đình hoặc dòng họ chúng ta thì mình sẽ không có cái điều kiện để mình phát triển về mặt bền vững nha. Người ta nói là con người có tổ có tông mà, nếu mà chúng ta để mất cái đấy là chúng ta sẽ không phát triển mạnh được, không bền vững được nhá. Đấy là cung thứ hai. Cung thứ ba là cung điển trạch, thầy nói rồi, nhà mình có một vong linh chết cháy ở trong đấy, trong nhà ấy. Lâu đời rồi, gọi hồn mời người ta lên, xong rồi cầu siêu thoát cho người ta thì công việc ở trong nhà mới ổn được, gia đình mới bình thường được, rồi vợ chồng rồi công việc nó mới hòa thuận được nhá. Cái việc đấy là việc mấu chốt cơ bản nhất đấy. Tiếp theo là cung quan lộc là có sao quan phủ, nên là làm về cái vấn đề ví dụ như là kinh doanh về tiền bạc, tài chính, kế toán là sẽ phù hợp với cái ngành quan lộc của mình. Mình kinh doanh nghề gì? Dạ, buôn bán hả? Buôn bán cái gì? Buôn bán xe đạp, không buôn bán xe máy. Buôn bán xe đạp xe máy không hợp với cái nghề cái sao thiên phủ này đâu nha. Cái sao này á là bây giờ con có thể mở một cái cửa hàng vàng bạc bé bé cũng được đấy, thì con sẽ rất phát, bởi vì sao thiên phủ nó chủ về tiền bạc tài chính chứ không phải chủ về mấy cái xe cái buôn bán xe cộ kia. Cái làm cầm đồ cũng được không?
nếu mà cầm đồ có đạo đức, có nghĩa là mình không siết người ta, mình làm một cách lãi lợi nhuận thấp thôi nhưng mà an toàn, thì con sẽ phát, nhớ chưa? Chứ đừng có siết rất nhiều nợ xong rồi cho vay vỗ rồi bằng chứng minh thư nọ kia rồi dùng xã hội đen là khổ đấy nhá. Cho vay với lãi suất rất thấp và an toàn thì sẽ thành công. Nếu mà con làm ở Thái Nguyên cũng được, hay là đi Hà Nội con làm cũng được, thì đơn giản đợi hơn. Thật Nhưng mà ra con muốn hỏi là cái tuổi của con ấy ở gần thì tốt hay là xa thì tốt? con là có cái cung thiên di là gặp tuần đóng ấy, nên là cái cung thiên di của mình cũng tương đối tốt, mà cái sao tham lang là cái sao mà nằm ở cung thiên di của mình nhá, nó sẽ hợp hợp nhất khi con đi ra ngoài, nhớ chưa? Mình là mệnh vô chính diệu, rất là dài, rất là thông minh, rất là giỏi giang, nhưng phải có đất để mà dụng đấy, thì con nên ở xa quê hương thì thờ hợp hơn. Vì cái sao vũ khúc phá quân nằm cung thiên di ấy, nó nói đến họ hàng ly tán, mà càng xa quê thì càng phát đạt, con cứ ở gần cái nơi con sinh ra sẽ không tốt, rõ chưa? Rồi về cung nô bộc thì cũng tương đối tốt, đi ra sẽ có người giúp đỡ, được chưa? Cung tật ách thì có sao cự môn hãm, thì rất là thì hơi xấu một chút, nhưng sau này bây giờ chưa sao, nhưng sau này thì đề phòng cái bệnh liên quan đến phổi nhá. Rồi bây giờ cung tài bạch của con này, thì khi mà lập lá số của con xong ấy, là cung tài bạch của con có sao thiên tướng, được chưa? Thì con sao thiên tướng là cái sao mà nó nếu nằm vào cung tài bạch là sao sẽ rất là dễ giàu có đấy, là sao kiếm được nhiều tiền đấy, kiếm được tiền của cải lớn khi mà vận hạn tốt, của cải chồng chất luôn. Cái sao thiên tướng này là cái sao như thế, nó cũng là một cái sao rất phù hợp trong chuyện kiếm tiền nhá. Con muốn xem là mình kiếm tiền như thế nào thì xem lại cái bài bài 6.6.0, 6.1, 6.2 của thầy nhá, 6.1, 6.2.3 ấy, nói về cung tài bạch thì nó sẽ rõ hơn về cái lá số này nha. Lát nữa thầy sẽ chụp ảnh cái lá số này xong thầy gửi qua Zalo, à, cho YouTube cho mình nhá, thì sau này con luận thêm, phải tập xem tử vi cho mình đi, nhớ chưa? Tiếp nữa là cung tài bạch của con có song hao đóng cung tài bạch, thì nên là con phải cho tiền nó chạy liên tục, nếu mà con giữ tiền vào tay ấy, mà không chạy là sẽ mất, có nghĩa đừng có giữ tiền mặt mà luôn luôn cho nó chạy, luôn luôn cho nó chạy. Thì hình thức là đầu tư tiền vàng bạc, mở một cửa hàng vàng bạc rồi kinh doanh về tiền tệ là chính là hình thức để cho tiền nó chạy sinh lãi, là phù hợp nhá. Tiếp theo là sau này có số xa các con, không gần các con đâu, bởi vì sao triệt đóng cung tử tức rồi, đúng thế, nên là các con sau này tương đối xa mình, nó không ở gần mình tí nào, nhà nó ở nhà mình ở nhá. Tiếp nữa là với ông chồng cũng thế, mình cũng có số xa chồng luôn, triệt cung chồng đó, thì số con rất vất vả đấy, càng về hậu vận là càng cô đơn. Nào bây giờ hỏi thầy đi nào, muốn hỏi cung gì, muốn hỏi việc gì? Năm nay là năm mà vợ chồng con gặp một cái sao gọi là sao quan phủ thiên hình, nên năm dễ đụng chạm vào pháp luật, nghĩa là hơi trục trặc với giấy tờ pháp luật ấy, hay bị ăn chặn ăn bớt. Chồng làm nghề gì? Chồng con thì nó cũng làm tự do ấy, mà tầm tháng 6 giờ thì đi làm văn phòng ở bên Lào ấy, chẳng biết là có được tiền tập đồng nào không, có cái gì bên Lào. Đi từ tháng 6 à? Đi công tác là làm ký hợp đồng với bạn là làm vào tháng 6 cuối. Nếu mà rồi bây giờ thầy bảo nhá, nếu mà tháng 10 này mà con không có tiền ấy, là tháng sau ấy, thì cả năm nay không có tiền, vì tháng sau là tháng thuận lợi nhất cho con về tiền, tháng 10 âm nhá. Tiền từ chồng ấy, mà tháng sau mà hắn không gửi được đồng nào về thì con coi như năm nay không có tiền đi nhá. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là
con phải giải ngay cái vong linh ở nhà đi nhá, vì nó tác động xấu đến cả gia đình con, họ ở đấy lâu rồi mà mình không biết. Không tốn kém gì mấy cả, con thầy gửi cho con một bài khấn nhá, sau đấy con khấn con mời nó xuống, mời cái vong linh ấy xuống Hà Nội nhá, xuống điện của Linh Quang Điện ấy, đến đây thầy sẽ cầu siêu cho họ, thầy sẽ gọi họ lên nhá, họ sẽ nhập vào. Thế thôi, thầy giúp con là chính mà, thấy khổ này thì làm cái gì. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho con bằng cách thầy nhắn cho con một cái, gửi cho con một cái đường link nhá. Con vào đấy con thấy để con khấn, ngoài các vong linh ở đấy ra con khấn cả gia tiên và thần linh ở cái nhà con đến Linh Quang Điện nhá. Để hôm sau thầy cúng cho họ. Nhớ chưa? Thế xong chọn ngày nào con vào được thầy? Con không khi nào xuống được Hà Nội nào, thầy thì rất bận nhưng mà khi nào thì xuống được, hay lúc nào cũng có thể. Rồi, tuần sau con xuống vào ngày rằm. Có xuống được không? Rằm là hôm đấy là... Đấy, nhà thầy gần Cầu Giấy. Nhá. Thì rằm tới là thầy cúng ở đấy xong rồi thầy... điện đấy, nên là cứ đến đấy xong rồi thầy gọi họ lên cho nhá, thầy sẽ gửi cho một bài khấn nhá. Thế là con gì từ giờ đến cuối năm là vận hạn thì không có mấy con mà. Cái quan trọng nhất của đời con, công việc nhà con là nhà con có vong mà con không biết, là con ở trong một cái phong thủy đất không phải không tốt và người ta đang cố tình người ta bám víu vào mình, người ta phá mình để mình biết đến họ, để mình cầu siêu cho họ. Sau khi con làm việc đấy thì con rất thuận lợi. Con thì nói thật thế này là lâu lâu rồi ấy, thì mình nghĩ là lần đầu là con lên gặp thầy ở trên mạng, phải ngay đây mới hàng năm rồi ấy. Đúng rồi. Là con chán lắm á, tại vì con bảo là cứ như là kiểu không bao giờ làm được nữa, con bảo là chắc là hết lòng. Không làm gì đó. Số bây giờ là không phải ăn không phải làm nữa. Rồi, tóm lại là thứ bảy hoặc chủ nhật nhá, thì xuống tuần tới thì xuống đây, xong rồi thầy sẽ mời họ lên cho, xong rồi thầy sẽ đàm phán với họ, thầy giúp cho mình nhá. Con cứ giải được việc đấy là đời con khác ngay, không cứ nghe thầy đi. Đấy là mấu chốt của cuộc đời đấy. Nhá, là con sẽ hết bất mãn ngay và con tập trung vào làm ăn tốt ngay. Sao con? Cung phụ mẫu của con thì năm nay chưa phải hạn của các cụ nhá. Vâng. Năm nay chưa có vấn đề. Anh trai là tuổi 67 thì phải tình cảm ốm đau. Thôi bây giờ con cứ bây giờ con phải lo cho con đi đã. Rồi thầy sẽ chỉ dẫn cho xem cho họ, lo cho họ sau nhá. Bây giờ mình đang vướng mắc, thầy gọi điện cho con mà thầy đang đau hết cả đầu bởi vì vong ở đấy là tác động vào thầy đây này. Dạ. Thầy nói một cách nghiêm túc. Vâng. Nhá. Thầy xem tử vi cho mọi người để thầy xem họ khúc mắc ở đâu thì thầy giải cho họ. Chứ không phải xem tử vi để cho vui. Mặc dù thời gian thầy dành cho con rất ngắn nhưng thầy nhìn vào lá số thầy biết và thầy nghe điện thoại của con là thầy biết là con đang bị khúc mắc ở điểm đấy. Nhá. Thầy gửi cho con một cái bài để con khấn mời họ xuống đây, thầy sẽ mời cái vong linh ở đất con nhập lên con. Thầy sẽ nói chuyện với họ. Xong thầy sẽ tính cách giải và siêu thoát cho họ là con công việc của con tốt ngay. Mọi việc trong gia đình của con đều tốt nhá. Thầy nói một câu nữa. Tức là về chồng con ấy. Ừ. Chồng con năm 71 đấy. Rồi. Thì
chồng con sẽ có con rơi con dại ở bên ngoài ấy. Thì cái con đang muốn hỏi là liệu sau này là vợ chồng con có ảnh đời ở đời với nhau được không hay là như thế nào? Trong lá số này cũng thể hiện con có hai dòng con, bởi vì sao phục binh nằm ở cung phụ mẫu, nó chiếu vào cung con của con, rồi sao tả phù nó nằm ở cung điền trạch của con, nó chiếu vào cung con của con, rồi cái sao cung nô bộc của con có sao hữu mật, nó cũng chiếu vào cung con của con, nó thể hiện là con có hai dòng con rồi, ở trong lá số này có nha. Tiếp nữa là con có một cái sao chồng con cũng một cái sao quả tú và sao triệt đóng ở cung chồng, nếu mà con với chồng con mà gần nhau á là ông đi sớm, mất sớm ấy. Nên là thôi chồng đi xa rồi cũng đấy là một cách để hóa giải để vợ chồng sống lâu hơn. Mà tất cả trong lá số tử vi nó thể hiện rồi, Âu nó là số phận nên là con đừng có buồn nhiều về chuyện đấy. Nhá, có con được là lộc không sao cả. Thế còn chồng có hơi hư một tí thì nếu mà con là người bao dung thì con có thể bỏ qua. Vì giờ này con cũng đã 47 tuổi rồi đúng không? Tập trung vào làm ăn để giúp cho con cái, rồi giúp cho cuộc sống ổn định của mình sau này, và lo cho bố mẹ và gia tiên của mình. Đừng có sân hận, đừng có quan trọng những việc đấy mà khiến cho mình đau khổ lại còn vất vả hơn, nhớ chưa? Nhá. Rồi, đấy là mấu chốt của công việc. Thứ bảy hoặc chủ nhật xuống nhớ nhắn tin gọi điện cho thầy nhá. Nếu mà đến được vào thứ bảy thì vui, còn nếu mà không thì sang ngày chủ nhật. Nhưng mà chủ nhật mà đến thì phải sau 5 giờ nhá. Sau 5 giờ chiều. Còn thứ bảy đến thì con có thể đến từ sáng cũng được. Còn hỏi gì nữa không? Dạ, con tạm thế đã. Rồi, thầy ghi âm và ghi hình cái cuộc nói chuyện này của con rồi nhá. Thầy sẽ tải lên cho nhá.